Ok, và xin chào tất cả anh. Hóa thành những cái vị tướng khác. Ui bờ đan này anh em. Bây giờ là mình có thể thay cái xạ thủ bằng hệ nguyên tố. Cái này. Rồi. Ui. Bây giờ chúng ta có một người anh em Golem ra gọi là hỗ trợ cực kỳ, là một bờ vai vững chắc của mình luôn đấy. Bán luôn, bán luôn. Không chơi nữa, không chơi nữa. Bây giờ là mạnh rồi, bây giờ là mạnh rồi nha anh em. Hero à? Mày có hệ gì đây? Cũng là hệ hải tặc luôn, thêm nữa là hệ xạ thủ. Hay à,
Phí này kinh đấy. Bây giờ Aatrox của tôi cần team rồi. Tại vì mình cho con Aatrox này cái mũ thủy anh em. Mũ thủy này thì sẽ giúp nó gọi là quy. Khi mà nó chết, nó hồi sinh lại thì vẫn quy thêm một lần nữa. Đấy. Nó cực kỳ mạnh luôn. Hoặc là chúng ta có thể cho con Aatrox này là cái cái gì nhỉ? Cái kiếm súng hashtag ấy. Một quy phát là đầy cây máu luôn. Rồi bây giờ là chuỗi thắng liên tục rồi. Mình lấy cái gì đây ta? Nếu được thì có thể lấy thìa vàng cũng được. Thìa vàng thì càng tốt. Không thì lấy cục gì cũng được. Cho gì cũng lấy luôn anh em. Mình top 3. Ủa anh em toàn chọn hàng ngon rồi, không chọn thìa vàng sao? Vậy tôi xin cái thìa vàng vậy. Tôi xin cái thìa vàng vậy. Ok. Thìa vàng quá là thơm luôn anh em. Chút nữa thì ta có thể biến con Brand thành pháp sư cũng được. Chúng ta chơi thêm hệ 6 phù thủy kết hợp với cả 3 nguyên tố. Đấy. Tại mình đã có 2 ác quỷ rồi này. Kennen này. Kennen. Chó gắt không chơi. Người lùn này. Được, người lùn được. Tại vì cái con người lùn này, con Vega với cả con Kennen với cả con Lulu ấy, ở trong cái bộ tộc người lùn. Và hai con đấy là hai con pháp sư. Thêm nữa là cái con Lulu mà mình đang con Kennen mình đang chơi là trong cái bộ đó là nguyên tố. Cho nên là chúng ta nên chơi cái con Vega với cả con Lulu nhá. Hero à. Hero đội gặp đội hình nãy ông này luôn anh em. Quá tam ba vận nha. Không được bị xu như thế quá. Ui ơi. Chóc đập một phát chết. Gần chết ba thằng luôn. Quá kinh khủng. Đây mới chỉ là Aatrox 1 thôi nha anh em. Aatrox 1 thôi đấy. Nhưng mà lên Aatrox 3 thì thôi. Không biết trận này mình có thể lên được Aatrox 3 hay không đây. Nhưng mà mình sẽ cố gắng vậy. Morgan, đây là Aatrox rồi. Lissandra. Mới 1 thôi. Đây là Lissandra. Mình sẽ phải bán con này đi. Vega nữa. Bán con Cassidy đi nhỉ. Kinh nghe này, Vega này, Lulu này. Đấy trời, quá tuyệt vời. Cho thêm con Aatrox lên Aatrox 2 đi. Lại cái nen tiếp. Lại ngứa tay rồi nhỉ. Ngứa tay rồi chúng ta gọi là phí tiền quá. Ai đây? Cookie. Cookie thì đã có Garen 3 sao. Thêm nữa là chết rồi, Aatrox tôi bị chết rồi. Mà một khi tỉnh dậy thì anh ta sẽ quy được một lần. Quy hai lần. Hai lần là có ngay hai mạng rồi. Không xong mà không ổn rồi anh em, không ổn rồi. Kennen giật điện. Không giết được thêm cái thằng ganh blank nữa để chúng ta gọi là đỡ tốn tí máu nhỉ. Mình đang muốn cho con Morgana thay cái con mà con chiếc thực phây ấy anh em. Để chúng ta có thể thêm cái hệ hắc quỷ nữa. Tại vì con chiếc thực phây thì nó cũng không mạnh lắm. Đấy. Chúng ta thêm cái hệ hắc quỷ. Con Morgana đã bắn cho đốt Banna thì ngon hơn phải không anh em. Tuy là Morgana 1 thôi. Sau này nó sẽ lớn. Sau này nó sẽ mạnh. Bán cái này luôn nhá, bán luôn. Cho tôi thêm một cái thìa vàng nữa đi. Hoặc là cho một cái gậy khóa cổ cũng được. Một trong những cái trang bị mà mình đang cần thiết để có thể biến hóa. Hoặc là thêm slot. Và anh em đang xem thì hãy nhớ like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây, gậy khóa cổ đây rồi. 4 phù thủy 5, 6, được. Biến con Brand thành pháp sư. Mình sẽ up level lên. Từ đây level lên thì bây giờ thêm được mỗi một phù thủy là 5 phù thủy thôi. Cần up 2 level nữa thì chúng ta mới chơi được 6 phù thủy. Bây giờ chúng ta sẽ tích tiền nhá. Tại vì cái hệ của chúng ta cũng gần hoàn chỉnh rồi. Hệ bây giờ cũng khá bảnh rồi đấy anh em. Không sợ bố con thằng nào rồi đấy.
Đây, ông này chơi hệ đây. Ông này chơi hệ ác quỷ. 2, 4, 5 ác quỷ rồi. Anh ta còn thiếu con Brand nữa. Đốt nhiều mana đấy, đốt nhiều mana đấy. Để áo choàng của tôi tỉnh dậy xem. Ủa, đốt hết mana luôn. Lại còn có Virus đằng sau bắn giảm sao nữa. Nhưng mà rất tiếc. Hình của tôi có Golem tanh cực kỳ trâu. Bây giờ thì bá rồi, bây giờ thì bá rồi. Trong những cái ngày chịu tủi nhục, bây giờ thì tôi đã mạnh. Rồng à? Rồng không biết là chơi rồng không ta? Sát thủ. Đấu sĩ, anh em chơi nhiều đấu sĩ quá nhở. Đấy, ông này cũng nào cũng chơi đấu sĩ luôn. Mình sẽ up level lên và cho thanh niên Lulu vào nhá. Tạm thế đã. Sau thì mình có thể thay đổi, thay con Morgana bằng con Vega để có thể kích hoạt thêm cái hệ, đó chính là hệ do đồ. À, kéo cái nen của tôi à? Kéo cái nen của tôi về các ông xong rồi. Cái nen nó giật cho ngu người luôn. Ui, không được giật rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với Aatrox. Một phát quy 2, 1000 đam. Kinh. Năm 3 với thằng này. Tôi chỉ ngại cái thằng Aatrox có cái bút rồng kia thôi nha. Cần được, cần được. Làm sao? Làm sao? Anh em thấy không? Một quy 1000 đam. Quá hăng tởm. Morgana đâu? Chưa có. Mình sẽ cố gắng tích lên 50 tiền đi. Để úp thêm cái con Vega vào nữa, chúng ta kích hoạt 6 phù thủy đã quá tuyệt vời luôn. Đội hình gần như là mắt binh khi mà có thêm Vega nữa rồi. Biusigi. Biusigi chơi gì đây? Băng tộc kết hợp với cung thủ à? Không, băng tộc. Không ai chơi hệ đấu sĩ. Rất nhiều anh em chơi hệ đấu sĩ luôn. Bn tiểu quỷ. Kéo ở đây, kéo ở đây. Kéo Lissandra. Biết ngay mà. Anh gặp ông này hai lần luôn anh em. Hai lần gặp ông này luôn. Liệu lần này chúng ta có thắng hay không đây? Đã thắng tuyệt đối rồi. Thắng lần này là cần áp đảo hơn lần trước anh em. Đối phương bây giờ sẽ mất nhiều máu hơn. Ôi, ăn trộm của tôi né. Né e của con Pai luôn kìa. Kinh chưa? Ok, chuẩn bị đi chợ thôi. Đi chợ lần này thì mình sẽ lấy cái gì nhỉ? Thôi, chắc là lấy gì cũng được. Lấy gì cũng được anh em. Thiều vàng. À, thiều vàng tiếp à? Ba thiều vàng luôn kìa. Ba thiều vàng có gậy khóa cổ. Hay là mình lấy con cá thớt đi nhở? Con cá thớt ở trong cái bộ phù thủy mà nó được ân ti thì thôi anh em. Trời ơi, mạnh, siêu mạnh luôn. Bây chúng ta lên được cá thớt hai ấy. Mạnh khó đỡ. Ok, lấy cá thớt đi, mất ba thiều vàng rồi. Biusigi có vẻ còn hơi to quá nhở? 83 tiết đối đầu với 70 tiết. Xem ai sẽ là người chiến thắng đây. Đấy, thay con này một con này. Kasrin sắp.
nó yếu yếu kiểu gì ấy, anh em sẽ dành cho những con tanh thì nó hợp lý. Còn team của tôi là team pháp sư mà, trong một cái khoảnh khắc thì chúng ta sẽ tiêu diệt hết. Ây da, không một gậy quá cổ nào luôn. Cái này này, tai khổng lồ cho này. Morgana 2 này, cho này, cho thấp vào trong. Đấy, bán này đi, cho con quỷ thư này, giáp máu đi, giáp lưới, lại cái nên tiếp, Aatrox thôi bỏ đi, Aatrox cần lên 3 đâu nha, Aatrox 2 cũng được, vì bây giờ mình cần tiền mình úp mấy con, con này lên ấy hết rồi à? Mình cần tiền mình úp úp để tìm con cá thớt lên. Cá thớt của mình nó carry ghê lắm. Aatrox 2 là ổn áp rồi nha anh em, không cần lên nhiều đâu. Lissandra 2 này. Đấy. Sáu trận thắng liên tục rồi. Bây giờ chúng tôi gặp Yusigi. Yusigi ở chơi hệ nuôi gấu, bí kíp luyện gấu à, cho đội hình qua bên này. Ok, để chúng ta cho mình nó tiếp cận một cách dễ dàng, nó không cần di chuyển nữa. Được chưa? Yusigi luôn nè. Ui, Yusigi vẫn còn 40 tiền cơ. À, cũng có cho mình cái hệ, đó chính là hệ nguyên tố. Chết rồi, Aatrox của tôi bị đóng băng rồi anh em. Nhưng không, một khi anh ta tỉnh dậy thì quy một phát bốc hơi cả team Bigusigi luôn. Ok rồi, con này mất hơi nhiều máu đây, 57 tiết. Ui, đau đây. 57 tiết thì còn 31 tiết luôn. Bây giờ mình chỉ cần tiền, mình cần úp cái con cá thớt lên 2 thôi là ổn, không cần úp cái con kia lên 3 nữa đâu. Mà cá thớt lên 2 là một cái vấn đề cực kỳ lớn. Ông này chơi Blitz à? Hai ông chơi Blitz luôn, hai ông luyện gấu luôn. Không sợ, không sợ. Okay. Cho con Brand ở đây luôn. Kéo ai đây? Chắc là kéo Lulu này. Kéo Lulu này, kéo Lulu. Bụp. Đấy, đi biết ngay mà. Rồi, Kennen. Kennen, giật đi. Rồi. Ơ. Cố lên. Cứ thường thua. Cứ thường thua anh em ạ. Nào. Lần này, cái lần đi chợ này, nếu được thì mình sẽ đánh Carthus anh em. Carthus 2 thôi là end game rồi. Còn bên này công xong cho Bisugi rồi. Khi đã có cho mình con Lucian, có với cái giả giới anh em. Cái giả giới mình có chịu cái đấy luôn. Đây, ca thất lại có thêm thìa vàng nữa sao? Quá tuyệt vời. Mà cái thìa vàng này chúng ta kết hợp thêm cái cục kháng phép nữa để chúng ta lên cái cung nó cũng khá là hợp lý. Cá thất của tôi nha. Lấy đồ ngon đi anh em, cứ lấy đồ ngon đi. Rồi, xin nhẹn là cá thất. Tại vì bên những cái round cuối cùng rồi, anh em nào gọi là cần lấy cái vàng thì lấy thôi, cũng không cần tiền vàng cho lắm. Mình lấy cho để úp cá thất 2 thôi à. Bán mình luôn đi. Aatrox không cần luôn. Cái bây giờ tôi cần là cái con ấy cơ. Ok, Carthus đây rồi. Đúng thứ mình cần luôn anh em.
Chỉ cần lên ca thứ hai là mọi chuyện nó sẽ gọi là cực kỳ dễ dàng luôn. Anh em cứ chờ đấy mình xem. Cứ chờ đấy. Tôi nói không sai đâu. Bùm, thấy chưa à? Bây giờ bộ ulti của nó là 1000 mấy đam ấy. Ui. Cái đấy thì chắc anh ta đang cực kỳ bá rồi. Mà bây giờ lại có một vai vững chắc hơn nữa. Đó chính là ca thứ hai. Ca thứ hai thêm cái cuồng đao nữa ở cùng cung. Cùng cung lưu đần. Nhưng cứ nhầm vực của cung với cả cung đao thế này. Kéo ai thì kéo, đừng có kéo con ca thất của tôi là được. Chắc ông kéo gì thì kéo. Kéo gì cũng được. Ok. 19 tiết, 12 tiết, DC chỉ còn 10 tiết thôi anh em. Hero à? Này còn mấy tiết đây? Ông này còn 19 tiết, mong là ơi sẽ không gọi là tạm dừng cuộc chơi tại đây. Anh em chuẩn bị dõi theo thằng ca thớt hoặc là ca thớt nha. Dõi theo ca thớt đi. Ôi, ôi trời ơi, kinh chưa, kinh chưa. Chết luôn anh em, thấy chưa? Đây là lý do mình cần con ca thớt hơn cái con Anchoc 3. Đấy, ca thớt của tôi nó bá lắm. Còn bên này chết không? Ui còn một tiết kìa, hên vậy. Dây chưa trục tội à? Bờ ra này. Dây chưa trục tội, tức là mình sẽ cho con nàng chết sớm sớm tí. Con Sandra hoặc là con Kennen rồi. Đây chưa tội thì thấy cho mình cái vũ thủy cho con ca thất thì trời ơi độc nhất luôn, không ai lại luôn. Từ khi gặp đội sát thủ rồi, sát thủ nó bay vào giết ca thất thì tèo. Nhưng mà không đâu nha, con á chóc của tôi còn giáp tinh thần đấy nha. Tỉnh dậy được quy một phát chết cả lũ sát thủ luôn đấy anh em, đừng có đùa. Swarm à? Swarm chứ không chơi rồi. Không cần Swarm luôn nha. Đây nào. Để con này đi. Để đứng đầu nó tanh nó chết sớm. Ai đây? Burner thiểu quỷ. Ok, anh ta cũng vừa lên được kịp cho gắt 2. À, kéo Lulu của tôi à? Lulu không phải được quân bài cuối. Bài cuối của tôi ở đây đó chính là ca thớt. Và boom. Oh. Đừng mà. Sủa, cứ tưởng thua à? Chuỗi một trận thắng liên tục luôn anh em. Bây giờ chỉ còn có hai người thôi anh em. Biusiki và Kukeli. Đấu sinh tử. Mở ra nè. Một đoạn lên được 3 hay không đây? Một đoạn mà lên được 3 thì thôi chứ. Quá tuyệt vời. Một đoạn kết hợp với Zumi. Aatrox Zumi. Ok. Đây là có phải end game hay không đây? Chúng ta sẽ cùng đón xem. Ui, đội nhẫn giả rồi. Không xong rồi. Cố lên. Bùm, ui, what the fuck. Phát chết hết đội hình luôn. Kinh chưa anh em. Chắc là end game tại đây luôn rồi. Ok. Và hẹn gặp lại anh em ở những video sắp tới nha. Đừng quên ấn like và nhiều hơn nữa. Tạm biệt anh em. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt.